Tổ chức Y tế Thế giới vừa khởi động một chiến dịch toàn cầu mang tên kế hoạch chuẩn bị và ứng phó chiến lược nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ lây từ người sang người. Kế hoạch dự kiến được thực hiện từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, với kinh phí 135 triệu đô la Mỹ. Bằng cách phối hợp các nỗ lực toàn cầu, khu vực và quốc gia, kế hoạch nhằm tăng cường giám sát và phản ứng chiến lược, đảm bảo mọi người dân trên thế giới được tiếp cận công bằng với chẩn đoán và tiêm vaccine phòng bệnh, giảm lây truyền bệnh từ động vật sang người và tăng cường năng lực kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng. Kế hoạch tiêm chủng nhắm đến những người có nguy cơ cao nhất như người tiếp xúc gần với ca bệnh và nhân viên y tế, qua đó cắt đứt chuỗi lây nhiễm. Kế hoạch này cũng tập trung vào việc cung cấp định hướng chiến lược và hướng dẫn, đảm bảo các nhóm người dễ bị tổn thương trong các khu vực bị ảnh hưởng được tiếp cận điều trị y tế. Đậu mùa khỉ là bệnh do virus lây lan qua tiếp xúc gần và thường biểu hiện nhẹ nhưng có thể gây tử vong. Trước đó, vào ngày 14 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu do bệnh đậu mùa khỉ bùng phát ở các nước châu Phi. Hiện đậu mùa khỉ đang lây lan ở Cộng hòa Dân chủ Congo và các nước láng giềng với chủng đặc hữu Clade 1 và một biến thể mới được gọi là Clade 1B, gây quan ngại toàn cầu do có khả năng dễ lây lan hơn qua tiếp xúc gần. Theo thông tấn xã Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 14 tháng 8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi. Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO cho biết, hôm nay, Ủy ban chuyên gia đã họp khẩn cấp và thông báo với tôi rằng, theo quan điểm của họ, tình hình này là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang được quốc tế quan tâm. Tôi đã chấp nhận lời khuyên đó. Cũng theo Tổng Giám đốc WHO, Ủy ban chuyên gia đã đưa ra đề xuất về việc sử dụng vaccine phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian tới. Cuộc họp quy tụ 16 chuyên gia quốc tế diễn ra sau khi cơ quan giám sát y tế của Liên minh châu Phi, AU, ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng cấp châu lục vì đợt bùng phát đang lan mạnh. Bệnh đậu mùa khỉ đã lan rộng khắp Cộng hòa Dân chủ Congo trước khi lây lan sang các quốc gia khác. Cộng hòa Dân chủ Congo chính là nơi đầu tiên loại virus gây bệnh đậu mùa được phát hiện ở người vào năm 1970. Theo số liệu của CDC châu Phi, kể từ tháng 1 năm 2022 đến ngày 4 tháng 8, châu lục này có 38.465 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và có 1.456 ca tử vong. Các quốc gia bị ảnh hưởng bao gồm Burundi, Cameroon, Congo, Ghana, Liberia, Nigeria, Rwanda, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Phi, Uganda và Kenya. Bệnh đậu mùa khỉ có nhiều dấu hiệu và triệu chứng khác nhau. Ở một số người, bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, nhưng với một số người khác bệnh có triệu chứng nặng hơn và cần được chăm sóc tại cơ sở y tế. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hoặc biến chứng, bao gồm phụ nữ mang thai, trẻ em và người bị suy giảm miễn dịch. Triệu chứng điển hình về bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau đầu giật, đau cơ, đau lưng, suy nhược cơ thể, tăng bạch huyết. Tháng 7 năm 2022, WHO đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu và tái khẳng định quy chế này vào tháng 11 năm 2022 và tháng 2 năm 2023. Tháng 5 năm 2023, WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu là mức báo động cao nhất mà WHO có thể đưa ra, cho phép kích hoạt các phản ứng khẩn cấp ở các quốc gia trên toàn thế giới theo quy định y tế quốc tế có ràng buộc về mặt pháp lý. Sáng ngày 19 tháng 8, phản ứng trước việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống bệnh này. Để chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ trong nước và xâm nhập, kiểm soát dịch kịp thời không để bùng phát diện rộng, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 680 ngày 1 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ và các hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, chẩn đoán, điều trị bệnh đậu mùa khỉ, phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bệnh đậu mùa khỉ của Bộ Y tế. Đồng thời, tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, giám sát chủ động tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,
lưu ý lồng ghép giám sát, dự phòng với hoạt động phòng, chống HIVS, giám sát tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa, da liễu, các cơ sở y tế công lập và tư nhân cung cấp các dịch vụ về phòng, chống HIVS, rà soát, cập nhật kế hoạch, kịch bản phòng chống dịch theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp thu dung, điều trị, phòng chống dịch, tăng cường thông tin, truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tập trung truyền thông cho các đối tượng có nguy cơ cao, tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các địa phương. Các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur và các bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh truyền nhiễm yêu cầu phân tích, đánh giá, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch đậu mùa khỉ tại các địa phương để kịp thời phát hiện các trường hợp bệnh, chùm ca bệnh, nguồn lây bệnh, tác nhân gây bệnh mới, bất thường, rà soát, sẵn sàng các thiết bị, sinh phẩm, kỹ thuật xét nghiệm phục vụ chẩn đoán, điều trị, tiếp tục tổ chức tập huấn, hỗ trợ địa phương về giám sát, xử lý ổ dịch, điều trị các trường hợp mắc bệnh, hỗ trợ công tác lấy mẫu, kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán bệnh, đồng thời chủ động, sẵn sàng thuốc, thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phân loại, thu dung, điều trị, phòng chống dịch. Theo Bộ Y tế, trong năm 2024, đặc biệt 2 tháng gần đây, WHO đã ghi nhận sự gia tăng cao bất thường số trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Từ đầu năm 2024 đến nay, nước này đã ghi nhận khoảng 15.600 trường hợp mắc, trong đó có trên 537 trường hợp tử vong. Bước đầu, cơ quan y tế ghi nhận có một số đặc điểm dịch tễ của bệnh khác biệt so với các đặc điểm dịch tễ trong vụ dịch trước đó xảy trong năm 2022 đến 2024. Tại khu vực châu Âu và một số quốc gia khác, như các trường hợp mắc trẻ hơn, khoảng 50% ở độ tuổi dưới 15 tuổi, khoảng 39% trẻ dưới 5 tuổi, có sự lây truyền qua nhóm mại dâm nữ 7,5% và có sự lây nhiễm trong các thành viên trong hộ gia đình. Cùng với đó, 4 nước giáp với Congo, Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda đã lần đầu ghi nhận các trường hợp mắc đậu mùa khỉ có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh đang xảy ra tại Congo. 2 nước khác ngoài khu vực châu Phi là Thụy Điển, Pakistan cũng ghi nhận trường hợp mắc đậu mùa khỉ. Ngày 17 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện dịch bệnh đậu mùa khỉ, Mpox trên địa bàn thành phố vẫn đang được kiểm soát. Thông qua các hoạt động giám sát chủ động tại cửa khẩu và cộng đồng, chưa ghi nhận thay đổi về dịch tễ học của bệnh. Tại khu vực phía Nam, theo báo cáo của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 năm 2023 đến năm 2024, ghi nhận 199 ca Mpox, trong đó có 8 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh là tỉnh ghi nhận 156 ca mắc và 6 ca tử vong trong năm 2023 đến năm 2024, cao nhất tại khu vực phía Nam. Riêng năm 2024, có 49 ca Mpox, không có ca tử vong. Đặc điểm dịch tễ của các ca bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh 100% là nam giới. Tuổi trung bình là 32 tuổi, nhỏ nhất là 18 tuổi và lớn nhất là 53 tuổi. Độ tuổi ghi nhận nhiều nhất là 30 đến 39 tuổi, chiếm 46%, 84% ca bệnh tự nhận bản thân thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Đáng lưu ý có 55% là người sống chung với HIV và 7% đang điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Hiện ngành y tế thành phố vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống dịch bệnh, thực hiện giải trình tự gen một số mẫu bệnh phẩm để giám sát sự biến đổi của virus gây bệnh. Sở Y tế khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Mpox cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng. Người bị bệnh cần tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc điều trị cho bản thân, giảm thiểu các biến chứng cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng lây nhiễm. Biện pháp phòng bệnh tốt nhất là thực hành quan hệ tình dục an toàn. Trước đó, ngày 14 tháng 8 năm 2024, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bệnh Mpox là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu do sự gia tăng nhanh chóng của bệnh này tại nhiều quốc gia châu Phi bởi một biến chủng mới là Cladribe B. Mpox hiện đang bùng phát dữ dội tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời bệnh đã lan rộng qua nhiều quốc gia châu Phi lân cận. Hơn 15.600 ca mắc bệnh Mpox và 537 ca tử vong đã được phát hiện tại nước này trong năm nay. Một tình huống mà Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định là rất đáng lo ngại.